Rồi, ok, xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là hai cái dây sạc đầu C nhé. Hai cái dây này là hai cái dây loại cực tốt luôn nhé. Một cái dây là của Beyers này và một cái dây này, này là của Xiaomi nhé. Chất lượng thì khỏi bàn luôn. Dây này, hai cái dây này tuyệt vời luôn. Này, độ dài bằng nhau luôn. Và hai dây này đều có sạc nhanh bình thường nhé. Dây Beyers và cái dây Xiaomi này đều có sạc nhanh bình thường. Và cái dây Beyers này nó có cái điểm hơn ấy là nó có tự ngắt khi mà cái pin bị đầy ấy. Tại vì cái clip trước của em ấy bảo là cái dây này, cái dây Beyers này này để mà sạc qua đêm thì nó rất tốt, nhưng mà nhiều bác bảo là cái điện thoại bây giờ nó thông minh quá rồi, dẫn đến là nó khi mà đầy nó cũng tự ngắt thôi. Thì hôm nay em sẽ thử test cho các bác biết xem là cái điện thoại bây giờ nó thực sự thông minh hay chưa. Đấy, em sẽ test nó bằng cái con G8 này. Không biết con G8 này đã thông minh hay là nó vẫn là ngu thì không biết được. Thì đây em sẽ dùng cái củ sạc xịn luôn nhé. Đây củ sạc xịn này. Có sạc nhanh luôn nhé. Đấy, và một cái thiết bị là cái USB để test này. Đấy, thì bây giờ em sẽ cắm hai cái dây này thử cho các bác biết xem là hai cái dây này nó đang như thế nào nhé. Trước tiên thì cắm cái củ sạc vào ổ điện đã. Đây cái ổ điện của em đây. Cắm luôn cái USB vào. Đó. Thì trước tiên ấy, em sẽ thử nó với cái dây của Xiaomi trước nhé. Cái dây Xiaomi ấy, thì nó không có chức năng tự ngắt đâu. Đây, thì các bác có thể thấy này. Khi mà chưa sạc gì ấy. Đây, các bác lại bảo là làm cái thủ thuật gì. Thì cái dây, quên cái củ sạc này khi mà chưa cắm gì, chưa cắm một điện thoại ấy, thì nó là 5V này, không có ampere nào cả. Đó, các bác thấy được đúng không? Thì bây giờ em sẽ thử cắm cái dây này vào. Đây là cái dây của Xiaomi nhé. Đây. Nó khá là dài dòng. Đây thì em sẽ cắm vào cái con G8 của em đây. Đó. Thì đây, cắm vào con G8 này nhé. Thì các bác có thể thấy này. Cái dòng của nó, quên cái điện áp của nó này. Cái điện áp của nó là 5.1, 5.0, 5.1 và cái dòng cho ra là 1.1.69. Đấy. Nhiều lúc nó lại không 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 gì đó luôn, mặc dù cái mức pin của em đang là 60 nhé. Đó, nó lúc thì lên 1.69 này. Đấy thì để xem nó đang là sạc gì nhé, sạc nhanh hay sạc chậm nhé. Đây các bác có thể thấy này, đang sạc pin nhanh bình thường nhé. Đó, các bác thấy không, đang sạc pin nhanh bình thường. Đó thì khi mà mở cái màn hình lên ấy, nó hiển thị là cái dòng này, bên cái app này 9.3 này và cái dòng nó chỉ có đó, lúc thì 1.3, lúc thì 1.0. Đó, để một lúc xem như thế nào. Em vẫn để con điện thoại em ở đây. Đó. Đó. Đấy các bác thấy không? Đấy. Có sạc nhanh nhá, 9.2 này, 1.1 đấy, nó ổn định rồi đấy. Nó nhận sạc nhanh ổn định bình thường rồi đấy. Đấy thì em sẽ thay cái dây Xiaomi này bằng cái dây của Beyers xem thế nào nhé. Vẫn dùng con G8 thôi. Thay cái dây Xiaomi này đi. Ôi chà, khá chắc quá ạ. Rồi. Bây giờ thay cái dây của Beyers này vào nhé. Ơ, mình vừa ấn vào cái gì rồi? À đây. Rồi. Khi mà chưa cắm thì vẫn là 5V, không ampere gì cả. Cắm dây vào này. Đấy, cắm dây vào này. Đây là dây của Beyers này. Cắm vào nhé. Đó. Đó, các bác nhìn cái số này. Lúc đầu này. Đấy, nó cũng phải chờ một lúc để nó nhận sạc nhanh đó các bác nhé. Trên điện thoại ấy, thì nó vẫn nhận sạc nhanh rồi đấy. Đây này các bác nhìn thấy này. Đấy, trên điện thoại nhé. Cái dây Beyers vẫn nhận sạc nhanh bình thường nhé. Đang sạc pin nhanh nhé. Đó. Để đợi một lúc xem là nó cái đợi lúc xem là cái này nó thay đổi không. Lúc nãy cái đấy giờ lên này này. 9.3 này, 9.4 này. Đấy cái dòng sạc này đang thay đổi này. Các bác chờ tí, đấy nó thay đổi này. Đấy. 9.1.4 này, 9.3 thì nó cũng tương đương với cái dây Xiaomi lúc nãy thôi. Và bây giờ em sẽ để nó sạc lên đến 100% nhé. Tại vì bây giờ là cái
cái pin của em tăng 62%. Đấy, thì sạc nó rất là lâu. Thì em sẽ thử bấm giờ xem là từ 62 lên 100% nó trong bao lâu nhé. Thì em kiếm cái đồ em bấm giờ. Đây. Em sẽ bấm nó bằng cái con V35 này. Bấm giờ đâu? Đây. Đây nhá, em sẽ bấm giờ xem nó xem là từ nó đang từ 62% này lên 100% thì xong bao lâu nhé. Đó, bắt đầu. Rồi em sẽ bấm nó lên. Và có sạc nhanh nhé, cái dây BIOS này có sạc nhanh bình thường. Rồi em sẽ tạm thời em để đây đã. Để em sẽ chờ cho đến khi nào mà nó lên 100% và xác định cái lúc đấy nó đang là như nào nhé, xem là nó ngắt hoàn toàn hay không hay là như nào. Đấy, các bác chờ tí nhé. Khá là lâu đấy. Đây, các bác có thể thấy này, bây giờ nó lên 85% rồi. Vẫn đang là sạc nhanh nhé. Vẫn đang sạc nhanh, đèn xanh lam này. Đó, và nó sạc được tầm khoảng đây, tầm khoảng hơn 20 phút rồi. Đó. Và các bác có thể thấy này, cái dòng của nó đang đang là giảm dần như này. Đó, giờ giờ còn tầm khoảng là 0.7, 0.8 nữa thôi. Đấy, nhiều khi xuống 0.0 luôn. Và cái điện áp của nó vẫn đang là 9 hơn 9 hơn 9V nhé. Còn dòng bắt đầu giảm rồi. Dòng lúc nãy nó hơn 1 A cơ, bây giờ bắt đầu giảm rồi. Đó. À, tiếp tục theo dõi thôi. Rồi. À, bây giờ nó được 95% rồi các bạn. 95%. Và vẫn đang sạc nhanh nhé. Này, vẫn đang sạc nhanh này. Và cái dòng của nó ấy, bắt đầu giảm rồi, các bạn thấy không? Cái dòng này này. Nó bắt đầu giảm xuống tầm 0.5 A chỗ này này. Đó, tầm đấy. À, được 95% rồi. Và cái thời gian nó đây. Tầm 43 phút đó. Thì lại theo dõi tiếp thôi các bạn. Có nghĩa là khi mà cái pin nó càng đầy lên ấy, thì cái dòng đưa vào nó sẽ càng giảm đi. Đó, các bạn thấy không? Rồi, ok, theo dõi tiếp nhé. Giờ đây các bạn, nó 99% rồi. Đó, 99%. Và cái dòng của nó vẫn đang tầm khoảng 0.5 đến 0.6. Đó, các bạn thấy không? Thì đó. Và cái thời gian đây 57 phút, từ 62% lên đến gần 100%, mất gần 1 tiếng, sợ thật. Rất là lâu đấy, không phải là đùa đâu. Cái dây kia cũng thế thôi. Đó. 90%, cố gắng đợi 100% xem cái dòng nó còn bao nhiêu nhé. Và đến khi nào thì nó tự ngắt. Giờ đây các bác, thì nó lên 100% rồi. Đây. Và nó báo là mức pin đầy rồi. Đó. Và cái dòng của nó ấy, đây các bác để tắt đi nhé. Cái dòng của nó này đang là 0.5 A. Và em đã tắt luôn cái wifi rồi nhé. Các bác nhìn này này, tắt wifi, tắt di động rồi nhé. Đấy, các bác thấy không? Chỉ để một cái sóng điện thoại thôi. Còn tắt wifi, tắt di động luôn rồi nhé. Đừng bảo là em không tắt cái này nó còn chạy ngầm gì. Tắt mạng rồi, nó không chạy ngầm gì nữa đâu. Đấy. Và bây giờ là mức pin đầy rồi. Đó. Và em chờ đến khi nào xem là cái dây BIOS này nó sẽ tự ngắt. Đó, chờ xem nhé. Đây 100% rồi này. Và cái thời gian lên được 100% đây. Và có thể thấy này. Tầm 1 giờ đồng hồ. Đấy, tầm từ 62% lên đến 100%, nó tầm 1 tiếng. Đó. Và thấy bạn tiếp tục bấm giờ như vậy nữa để xem đến khi nào thì nó tự ngắt nhé. Và cái dòng này khi mà lên 100% rồi này, 100% này, đó. Nó vẫn đang là 0.5 A này, và em chờ đến khi nào nó tự ngắt luôn nhé. Đấy, vẫn đang cắm nhé. Đây, dây đây. Phải các bác lại bảo là em làm cái thủ thuật gì. Dây đây, để nó loang ngoằng ở đây luôn đi. Đó, vẫn cắm nhé. Đó. Đây đây, và em sẽ chờ nó đến khi nào nó ngắt luôn cái đèn này luôn để xem cái dòng nó như nào nhé. Rồi, chờ tiếp thôi. Giờ đây các bác vẫn đang 100% này. Đấy. Và được tầm khoảng từ lúc nó lên 100% ấy thì đã được tầm khoảng 10 phút rồi, hơn 10 phút rồi. Đấy, lúc nãy là tầm 1 giờ 02 thì phải.
và bây giờ nó được 1:13 rồi, thì nó được khoảng 10 phút rồi đấy, lên 100% được 10 phút rồi, và cái dòng của nó đây vẫn đang là tầm 0.3 0.4 đó, nó sẽ giảm dần thôi, đến khi nào mà cái dây BIOS này nó sẽ tự ngắt đấy. Vẫn đang báo là mức pin đầy này đấy. Rồi lại đợi tiếp thôi, em nghĩ là phải đợi cái này tầm khoảng 20 30 phút nữa. Rồi rồi bây giờ vẫn là 100% và cái đèn của dây BIOS này này nó đã chuyển sang màu xanh lam rồi, à xanh lá rồi đó, xanh lá nhé, xanh lá rồi, và cái thời gian nó để chuyển được sang xanh lá ấy, đây này, tầm 1:22, có nghĩa là khi lên 100% ấy phải tầm khoảng hơn 20 phút thì nó mới chuyển từ màu đỏ sang màu xanh lá như này đấy, sang màu xanh lá như này, đang màu xanh lá này đấy, lại đỏ này không hiểu sao đấy lại xanh lá đấy, thì và khi nó chuyển sang màu xanh lá rồi ấy, cái số ampe của nó đây các bác thấy này vẫn là khoảng 0,2 0,3 ampe này đó, chỗ này đó, và tiếp tục đợi em nghĩ tầm khoảng 10-15 phút nữa thì cái đèn màu xanh lá này nó sẽ mất luôn và nó sẽ ngắt hoàn toàn cái điện ra khỏi cái ấy này đấy, và nó các bác cũng không có để ý nữa này là cái số vôn ấy nó cũng đã giảm về 5V rồi, nó không phải là 9,2 9,3V như hồi này lúc nó còn sạc nhanh đấy nhá, đó số vôn giảm và cái ampe vào cũng giảm giảm dần đó, và tiếp tục theo dõi đến khi nào mà nó ngắt toàn bộ sạc luôn nhé. Hiện tại nó vẫn đang màu xanh lá đây đó các bác, thì đây này nó vừa mới tắt cái đèn của cái dây sạc BIOS này nhé, đây này, cái dây nó vẫn đang nối vào cái củ sạc nhé, không các bác lại bảo em rút nó ra, đây vẫn đang nối vào đây này, đấy, nối từ dây từ điện thoại này vào cái củ sạc nhé, đây và khi mà nó ngắt đấy, đây nó ngắt rồi không còn đèn gì nữa nhé, thì cái dòng của nó này các bác thấy này nó về 00 luôn nhé, và cái thời gian của nó đây các bác có thể thấy đây đấy, đây từ lúc sao lấy nét lâu thế, đây từ lúc mà 62% ấy em sạc 1 tiếng rưỡi nó mới đến lúc mà nó tự ngắt nhé, cái dây BIOS nhé, đấy cái dây BIOS nhé, đấy nó ngắt nhé, đây ngắt hoàn toàn luôn, không có điện tí nào nữa, đây không có điện tí nào nữa, và cái USB test dòng này của em đây nó cũng báo không không luôn nhé, như kiểu là không cắm gì luôn, trong khi đó là vẫn cắm bình thường nhé. Đó, và bây giờ em sẽ thử thay cái dây của Xiaomi vào cái dây BIOS này xem nhé, để các bác biết được là cái dây BIOS này nó ngắt là nó ngắt hoàn toàn luôn và nó cũng không có cái hiện tượng mà bị sạc lại đâu, nó ngắt y chang, nó ngắt hết luôn và không bị bây giờ bị tự nhiên nó sạc lại đâu. Tại sao em dùng cái bớt này, vì khi mà thời gian mà có đêm ấy, mình có thời gian rất là dài để mà sạc ấy, thì mình cứ vứt ở đấy cho nó sạc thôi để nó sạc thoải mái, và đến khi nào nó ngắt thì nó ngắt thôi đấy. Và bây giờ mình sẽ thay cái dây của Xiaomi vào nhá, bây giờ mình sẽ rút ra đây này các bác nhìn này, em rút ra này, rút ra thì cái cũng coi như thì là cái dây này chưa cắm vào luôn đó, đây các bác thấy rút ra rồi nhá, và khi này ấy, thì cái điện thoại của em đang là rất là đầy pin nhá, em sẽ thử thay cái dây Xiaomi vào đây, đây là cái dây Xiaomi đây, dây này cực ngon luôn nhé, không phải ngon vừa nhé, rất là ngon luôn, cũng không ngon không, em thấy nó chất lượng nó còn ngon hơn cái dây BIOS kia ấy, nhưng mà nó không có tự ngắt đâu. Đấy em sẽ cắm vào đây nha, em sẽ cắm vào cái con G8 của em đây đó, đây cắm vào đây, nó cũng báo là mức pin đầy đó, và đây các bác chờ tí, đây các bác nhìn thấy này, nhìn thấy nhá cái dòng của nó này, nhìn thấy dòng của nó này vẫn đang cắm đấy nhá, không các bảo là em không cắm, đây dây nó đây, đây cái dòng của nó vẫn đang tầm khoảng 0.3 đấy, 0.3 nhá, và cái thời gian đây em vẫn đang bấm giờ đây, 1:32 đây,
và em sẽ bấm tiếp tục, cứ để tiếp tục như này thôi. Em sẽ theo dõi nó tầm khoảng nửa tiếng nữa hoặc là một tiếng nữa đi, để xem là cái dòng này nó có giảm hay không, nó có về không hay không nhé. Đấy, các bác xem nhé. Đó, mặc dù là cái dây bớt đã ngắt con này rồi đấy, mà cái dây semi này các bác vẫn thấy đấy, nó vẫn còn một cái dòng nhỏ nhỏ đây này. Đấy, bây giờ em sẽ tiếp tục theo dõi nó nhé. Đó, rồi ok. Rồi, tiếp theo này các bác này, thì bây giờ nó vẫn đang là 100%. Đó, vẫn đang báo mức min đầy. Và em đã để cái mức này được khoảng tầm 15 phút rồi. Đây các bác thấy này, lúc nãy nó là 1 giờ 30 phút, thì bây giờ là 1 giờ 47 phút rồi. Đấy, thì được 15 phút rồi. Và cái dòng của nó đây các bác thấy này, vẫn đang tầm khoảng 0.1, 0.2 này. Đấy, và em tiếp tục đợi nữa nhé. Tiếp tục đợi 30 phút nữa, đợi 45 phút nữa, đợi một tiếng nữa xem là cái dòng này nó có giảm về không hay không nhé. Trong khi đó là nó vẫn đang báo sạc đây này, các bác nhìn thấy cái biểu tượng nó đang sạc đây này, chờ tí nào. Đó, các bác thấy không, biểu tượng vẫn đang sạc nhé, thậm chí biểu tượng sạc nhanh luôn. Thì các bác thấy cái biểu tượng này thì các bác biết tới gì, nó có cái dấu set ở đây, và bọc trong ngoài là cái vòng tròn đấy, thì là biểu tượng của sạc nhanh nhé. Đấy, không các bác bảo không sạc nó. Và dây của nó đây, cái dây này của Xiaomi nhé, dây cực ngon luôn đấy, không phải dây thường đâu. Đó, vẫn đang có dòng nhé, trong khi đó là cái dây BS nó đã ngắt từ 15 phút trước rồi. Đó, ok, theo dõi tiếp. Đây thì các bác, đây đã được 30 phút rồi này. Đó, các bạn thấy không, 30 phút này. Đấy, và đây vẫn đang là 100%. Đây, mức pin đầy. Và cái dòng của nó ấy, vẫn đang là tầm khoảng 0.1, 0.2, giảm hơn một tí thì phải. Lúc nãy là 0.19, bây giờ còn 0.16 gì đấy. Đấy. Nhưng vẫn có nhé. Đây các bác nhìn thấy này. Vẫn có này. Đấy. Vẫn có nhé. Đợi một lúc nữa xem thế nào. Đợi khoảng một tiếng xem thế nào nhé. Đấy. Ok, em đang vừa vừa phải cày game chờ cho nó lâu đây. Mãi em không thấy luôn. Rồi, đợi tiếp nha các bác. Hình như là đang giảm dần về không rồi đấy. Đó. 0.4 bước phải không? Đó. Đó. Hình như là giảm về 0.04 rồi, có vẻ là khá là ổn rồi đấy. Rồi, tiếp tục theo dõi thôi, xem nó về 0.0 được không. Các bác. Tới đây các bác có thể nhìn thấy này. Cái dòng của nó vẫn đang là tầm khoảng 0.3, 0.4. Đó. Điện thoại thì vẫn đang báo sạc đây. Đấy, vẫn đang báo sạc này. Đó, vẫn đang báo sạc nhanh, có biểu tượng sạc nhanh luôn. Báo là mức pin đầy thôi. Đó. Và cái thời gian ấy, từ lúc em dùng cái dây của Xiaomi này, dây đen này này, thì bây giờ nó đã được tầm một tiếng rồi. Đó. Từ lúc em rút cái dây BS ra ấy, là lúc 1:30, 1:30. Còn bây giờ đã 2:30 rồi. Thì cái dòng điện ấy nó vẫn không ngắt về không hoàn toàn nhé. Nó vẫn có tầm khoảng 0.3, 0.4. Đó, các bác có thể thấy không? 0.3, 0.4. Và đó là cái việc mà em đã tắt toàn bộ cái kết nối mạng này nhé. Thì bây giờ em sẽ bật cái kết nối mạng lên nhé, xem nó thế nào. Đấy, bật lên này. Bật wifi lên thôi. Wifi thì nó cũng như 3G thôi, 4G thôi. Bật wifi lên thôi. Đó, và cũng tắt màn hình đi. Đó. Tắt đi. Đấy, bắt đầu bật wifi lên, các thứ là nó kết nối lại đấy. Thì các bác có thể nhìn thấy cái dòng điện này nó đã tăng lên một tí rồi đấy, rất nhiều tin nhắn đến rồi các thứ đó. Đó thì đây, để một lúc nữa xem là nó như nào nhá, em sẽ theo dõi nó khoảng 15 phút nữa thôi. Đó. Thì khi mà không bật wifi lên thì nó tầm khoảng 0.3, 0.4, thì em sẽ theo dõi nó khoảng 10-15 phút nữa xem nó thế nào nhé. Rồi, theo dõi tiếp. Đây là đang bật kết nối mạng rồi nhé. À, mà cũng không cần phải theo dõi tiếp đâu. Đây các bác có thể thấy này, nó cũng tầm khoảng 0.3, 0.4 thôi. Đó. Đó. Có thể có vẻ là nó thay đổi nhiều hơn một tí. Đấy. Đấy đấy đấy.
nó thay đổi nhiều hơn một tí, tại vì lúc mà chưa bật mạng lên ấy, thì nó chỉ khoảng 0.3, 0.4 như này thôi. Có thể là lúc mạng có thì nhiều khi nó đồng bộ hoặc nó làm cái này làm cái kia, cái nó động về kết nối cái mạng về phải nhận tin nhắn hoặc cái gì đấy thì có thể nó sẽ tiêu tốn cái pin một chút đấy. Thì như em thấy ấy, là cái dây sạc bình thường ấy thì nó sẽ không ngắt hoàn toàn đâu, nó vẫn sẽ còn một cái giá trị dòng nhỏ nhỏ nữa như đây này, khoảng 0.3, 0.4 đấy. Và nếu như các bạn bật mạng ấy, thì nó có thể là tăng lên một chút xíu. Thì cái vấn đề ở đây là những cái con điện thoại mà đời mới kiểu như G8 bây giờ này này, G8 bên LG chẳng hạn, thì nó đã khá là thông minh rồi. Em thấy nó khá là thông minh rồi. Khi mà đầy pin ấy, thì nó sẽ giảm cái dòng về gần như bằng không. Gần như bằng không đấy nhá, chứ không phải bằng không. Và cái gần như bằng không đấy nó sẽ bù bù lại cái lượng pin mà bị tụt do cái kết nối gì đấy, mà pin trong thời gian chờ nó cũng có thể bị giảm một tí, thì nó sẽ bù lại cái pin đấy. Đấy, chứ không như cái dây Bios này nhé. Cái dây Bios này ấy, thì là nó ngắt hoàn toàn luôn, ngắt ngắt phén luôn, không có cái gì cả, không có cái dòng điện nào vào nó nữa, không có dòng điện vào điện thoại nữa. Đấy thì các bác có thể thấy để mà các bác phân biệt được. Thì nếu như các bác nào mà chắc ăn chắc chắn đấy, kiểu là cẩn thận quá ấy, cẩn thận rất là hết mức có thể ấy, thì các bác nên dùng một cái dây kiểu như Bios như này, để mà nó khi mà nó đầy ấy, nó chỉ tầm khi mà lên khoảng 100% ấy, chỉ khoảng tầm khoảng 30 phút đến 1 tiếng thôi, 1 tiếng là căng nhé, là nó sẽ ngắt cái dòng điện vào cái điện thoại. Còn nếu như các bác dùng cái dây bình thường ấy, thì khi mà đến 100% ấy, thì nó sẽ giữ một cái dòng nhỏ nhỏ để nó duy trì cho cái trạng thái 100% ở cái điện thoại nếu như nó có bị tụt đấy. Thì đối với em ấy là khi mà dùng cái dây này em toàn dùng qua đêm, mà qua đêm thì anh em có rất nhiều thời gian để cho nó sạc, cho nó sạc thoải mái đi, rồi nó dùng, nếu dùng cái dây này ấy, thì nó ngắt cái nào thì ngắt đấy. Còn nếu mà các bác dùng cái dây bình thường ấy thì nó sẽ không ngắt hoàn toàn đâu. Đấy, các bác có thể thấy này, điện thoại bây giờ công nhận là nó thông minh thật rồi, nhưng mà nó vẫn chưa ngắt hoàn toàn cái dòng sạc vào đâu. Cho nên nếu mà các bác nào cẩn thận quá thì cũng nên dùng cái dây mà có tự ngắt. Đương nhiên thì cái dòng nhỏ như này nó cũng không gây ảnh hưởng gì nhiều đâu. Như em thấy là nó sẽ không gây cái hiện tượng mà kiểu như bị chai pin hoặc là phồng pin đâu. Nói chung là các bác không cần dùng cái dây tự ngắt cũng được, cứ cắm thoải mái đi cũng không vấn đề gì đâu. Đấy, còn tuy nhiên các bác nào cẩn thận thì mới nên dùng cái dây Bios thôi nhé. Rồi, ok, chào các bác.